Nên quý vị nhớ nghe, đi đến chùa tu mấy ngày nghe, về nhà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nhiều ông á nghe, về nó cằn nhằn nó chửi, nó nói mày không biết mày làm cái chuyện gì luôn. 3-4 ngày này mày ở nhà mày buôn bán nó cũng lời được một chút đỉnh tiền bạc. Mày nói mày đi lại Quan Âm công đức thù thắng, mày nói 3 ngày này mày có đem về cắt bạc nào cho tao không, mà công đức thù thắng gì? Có đem gì về cho tao không? Mà mày còn đem một cái thân xác mày về, mày đi ổng ha, ổng ẹo, mày đi nghiêng đầu này, mày đi nghiêng đầu kia, mày đứng không vững. Còn mày còn than thở với tao mày mệt đó, mày mệt cái gì? 3 ngày nay tao ở nhà tao coi con, tao lo gia đình, tao kiếm tiền để tao lo mấy ngày nay. Còn mày đi mấy ngày nay mày về mày nói mày mệt mỏi, mày hỏi mày mệt cái gì? Mày mệt cái gì? Hiểu không? Mày mệt như vậy ai bắt mày mệt, ai kêu mày mệt? Hả? Tao nói mày á, cứ là mày theo thầy chùa. Tối ngày tao thấy mày bắt máy niệm Phật, thì chùa nó niệm sùm, rồi nó có niệm ra gạo cho mày để nhà ăn không? Quý vị biết rằng á nghe, nói đến quý vị thì không sao, mà nói tới ví dụ như ông thầy hướng dẫn bị quý là quý vị bực bội, bị tức. Nên cẩn thận cái tâm đó nghe. Cẩn thận cái tâm đó nghe quý vị. Mình mà nghe tới đoạn đó mình nói nó đang kích thích mình ngay chỗ này nè. Chỗ này là dính mình nè. Vừa biết gì cái là mình A Di Đà Phật. Ngày bon, đúng không? Vì nghe như Đức nói những cái điều này nó quan trọng với quý vị. Khi mà bị về nhà, đúng không? Căng nhằn cử nhữ nói vị đó, đâu phải lại xong rồi hết dân mà về ngày mai là chân hết đau đâu. Có khi nó cũng còn ê ê. Còn nhiều bà nó còn sổ ác đạn. Vì sao? Trả qua báo chánh quả báo. Bây giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 2023. Giờ này buổi chiều chúng ta có bài học tập Tham là nhân của nghèo khổ. A Di Đà Phật. Bị nhớ là mỗi một con người mà chưa cởi mở được một cái tâm tham là nhân của khổ. Nếu như có sở học mà tham thì không phát triển được sở học. Mà giàu sang không biết đủ thì phước báo từ từ hết cũng nghèo lại. Mà nghèo mà không cởi mở tâm tư ra, mà không biết chấp nhận hoàn cảnh nghèo để mà lo tu hành, để mà mình tu tạo phước lại, thì tức khắc là đời đời kiếp kiếp nó càng nghèo càng khổ nữa. Nhớ quý vị, tham là nhân của nghèo khổ, chắc chắn 100%. Phật dạy mà. Và từ lòng tham, nghèo khổ của thế gian, và khi chúng ta chết đi là quả báo của quỷ đạo. Lòng tham là quả báo của quỷ đạo. Nhớ kỹ. Thì biết rằng lúc chúng ta còn khỏe thì nói thiệt chứ, đối với vật chất, đối với tiền bạc, mỗi con người nếu cái đó là của mình thì mình cũng thích đó. Mình biết tu á. Còn có những người mình chưa biết tu gì hết thì có khi của người ta mình đã nghĩ mình thích. Nhưng mà khi mình mệt, thiệt là mệt quý vị, thì sẽ không còn ham cái gì tiền bạc gì hết chứ. Những đứa nó thiệt luôn á. À,
Chính những đức mà như hồi trưa những đức ngồi xong những đức mệt lắm luôn đó quý vị ơi. Những đức ra cúng phóng sanh cũng thiết thực, những đức mệt lắm luôn á. Thường là những đức đi ngang quý Phật tử đưa tiền, những đức còn đứng là những đức nhận. Hồi trưa là những đức đi luôn, những đức phát tay bị cúng bỏ tùng tam bảo gì đi. Tại vì mệt quá. Nó rất là mệt rồi quý vị à, nó muốn bây giờ về nghỉ liền chút nè. Với thêm cái nữa là mình nghĩ rằng là chiều mình còn chút xíu công việc. À, mệt quá. Ví dụ như nhà đức thấy rõ ràng khi mình lễ Quan Âm nghe quý vị. Mệt thì mệt nhưng mà lễ xong nó khỏe lắm nghe quý vị. Để ý đi. Lễ xong á là nó hồi phục sức mình nhanh ghê luôn á. Nó tích tụ một cái nguồn năng lượng gì nó hồi phục rất là nhanh luôn nghe quý vị. Mà ngoài Phật Bồ Tát là nói tới nó mệt là nó mệt luôn quý vị. Nó mệt mình mệt, nó đuối thiệt là đuối vậy đó. À, nên chắc là mình thích niệm Phật niệm Bồ Tát khác. Nên quý vị biết rằng là khi con người mình á, cái tâm mà tham nặng nề này nó sẽ chiêu cảm cái quả báo cuối đời mình ghê lắm. Tại vì lo cho các cụ già, nhiều bà cụ mình nhìn thấy rõ ràng. Cuối cuộc đời của nhiều bà cụ mà khi bà gần mắt luôn đó quý vị ơi, nhưng mà bà còn chấp cái bộ đồ, bà chấp cái này cái kia của bà đó. Tại vì lòng tham nó cấu kết từ khi mình sinh ra cho đến khi mình gần chết. Mà con người mà muốn cởi mở được cái tâm tham đấy quý vị, là con người này mình phải nghe Phật Pháp, mình tin sâu nhân quả dữ lắm, nó mới cởi mở bớt được. Hãy nhớ kỹ, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, cái lòng tham này nó cấu kết nặng, cực kỳ nặng, nó khó bỏ dữ lắm. Nên bây giờ chúng ta đem cái lòng tham đó, chúng ta tham Tây Phương Cực Lạc, tham vọng Tây Phương Cực Lạc đi quý vị, thấy không? Tham vọng Tây Phương Cực Lạc đi. Nên hồi sáng như Đức chia sẻ, có một câu như Đức nói rằng mình nghĩ về sự thành công tự nhiên mình phấn chấn dữ lắm. Bây giờ quý vị đang đi đến chỗ thành công sắp sửa, thấy không? Thật sự quý vị nói là mình không ngờ, có nhiều người bị ngồi vì sẽ không ngờ rằng mình 3 ngày xuyên suốt mình lễ 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm đó quý vị. Mà dưới cái hội chúng đông đúc rồi quý vị phải từ cái ăn cái ở quý vị nó cực kỳ chật chội và khó khăn. Đúng thật sự trong 3 ngày này quý vị tu nó xứng đáng dữ lắm. Rất là xứng đáng luôn. Cái kiểu này rồi cái khi mà đi về tới nhà nó hừng hực cái tâm, nó vui sướng lắm vì mình thành công mà mình làm được rồi. Được rồi, thấy không? Nó cũng cảm thấy cái chương trình mình tổ chức có cực, mình cảm thấy mình xứng đáng quý vị. Thật sự mà nói, mừng nhất là nó được bình yên. Mừng nhất là được bình yên. Quý vị sắp sửa thấy rồi đó. Đúng không? Có nhiều người mình học Phật Pháp mình sẽ thích cái cảm ứng đó quý vị ơi. Mà quý vị đi đến đây lại Quan Âm vì thấy cảm ứng xác thực rồi còn gì. Cái cảm ứng đặc biệt nhất quý vị biết rằng là bao nhiêu con người như vậy mà từ ăn ở nước nôi nó thiếu quá trời, nước đồ là nó thiếu vậy mà quý vị vẫn lăn lóc vì sống. Mà xong rồi nó nói chứ quý vị biết rằng là mình làm quá sức mình mỏi thôi nghe. Chứ nhà Đức nói tối đêm nay mà xong rồi quý vị mà ngủ một giấc đi, ngày mai quý vị sẽ khỏe re luôn, ngon lành luôn. Ồ, tóc tay đồ chảy đồ lại ha, từ từ he tắm đồ nghe, tuốt đồ lại nghe, ngày mai qua hộ pháp rồi thôi đẹp liền. Ồ,
Bữa nay nè, bữa nay vô cung nguyên ngày gì nè, mấy bà còn bê tha nè. Còn bê tha, còn té tua, không? Giờ mà tối hôm nay mà xong rồi ha, cái đầu là ngồi nghiêu ngao nghe. À, tại vì cái trách nhiệm của mình là mỗi buổi sáng mình lễ Quan Âm nên mình rất là bận tâm về cái việc đó. Nhưng mà đã xong rồi, đã xong rồi. Đó. Nên quý vị biết rằng là chúng ta tu Phật á, mà mình không có cảm ứng là biết cái gì quý vị. Cái đầu mối mà không cảm ứng là cái chỗ nào biết không? Bận tâm. Bận tâm với cái việc mình làm cho Phật Pháp. Và nó làm bị khi lễ Phật, lễ Bồ Tát vẫn thấy bận tâm và căng thẳng mà không cảm ứng. Nhớ kỹ, khi những đức lễ 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức tự nhiên trong lúc lễ Quan Âm Bồ Tát mới nghĩ ra rằng vì sao chúng ta tu hành mà thiếu sự cảm ứng là vì chúng ta quá nhiều cái bận tâm. Mà nhiều thứ bận tâm đó đó quý vị, nó ngăn chặn đạo tâm tu hành của mình luôn. Cả quý vị tu tập nó cũng không được an lạc. Cả tu tập nó cũng không được an lạc gì mấy. Nó có khi mà 1-2 buổi lại Quan Âm, những đức căng thẳng lắm. Lại giống như là mình đặt vấn đề về là lễ Quan Âm, mà khi mà đang lễ mệt vậy rồi, nghe phía sau mà ai mà cừ ai vỗ tay cũng muốn bực bội. Nó mệt, nó bận tâm, nó đặt vấn đề vào chỗ đó đó quý vị. Phải lễ đi, lo lễ đi. Vậy đó nghe quý vị, mà ngộ tay những cái như vậy nó lại không cảm ứng. À. Nên mình mở cái tâm ra hết, mình tùy hỷ hết đi, mình vui vẻ, mình tùy hỷ đi. Quý vị tu là tự nhiên cảm ứng liền. Cảm ứng liền nha. Nhớ kỹ nghe. Nên người tu hành mình phải nhìn được mặt trái của mình và nhìn được mặt phải. Mình nhìn được hai mặt, mình cọ lại để mình nhìn ra. Để mình tu làm sao mà nó có sự an lạc. Tu không phải nói là nhiều ít gì đâu quý vị. Nhưng mà có tu nhiều được thì tu được. Ít được thì ít. Miễn làm sao mà tâm trạng của mình tu mà mình thấy thoải mái, mình an lạc. Nên mình đã tin nhân quả hoàn toàn quý vị ơi. Trong cái cuộc đời của người chúng ta, mọi người phải nhớ rằng là trong mạng mình có bao nhiêu. Nếu như quý vị biết tu tạo phước duyên thì nó tăng lên thêm. Tăng lên. Ví dụ như mai mốt mà mấy chú mà không lấy mấy cái ly nước ở những đức, mà không lấy cái ly kia hay lắm nha. Cái những đức giảng, những đức lấy cái ly, lấy ví dụ cái tâm hay. Lấy cái này chịu thua, tối hù. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà cái tâm con người mình á, phước hay nghiệp là do nó nè. Nếu như mà mình biết tạo ra thì thí dụ như trong mạng của quý vị sanh đến cuộc đời này, trong mạng vì có được 1 tỷ, trong mạng nằm trong đó 1 tỷ, sớm muộn như nó cũng ra trong một đời này. Sớm hay muộn, tới đúng ngày tháng thì nó sẽ ra. Giống như một cái trái đến lúc nó chín thì nó phải chín. Nếu như quý vị tu tạo phước duyên thì nó tăng lên, nó đội lên, đội lên, đội lên, đội lên. Thì cái thời gian mà nó ra 1 tỷ đó trước thời hạn. Vì sao? Vì vì tu tạo phước duyên, vị tiếp tục đắp vào thì nó tăng lên, tăng lên, tăng lên. Thí dụ như mấy cái ly nước quý vị mà nó tuốt ở dưới thì vị uống, vị nghiêng cái ly thiệt là cao nó mới có nước. Nhưng nếu cái ly nước vị mà nó quá nhiều thì vị chỉ cần hớp nhẹ cái là nước nó vô cổ vị liền vậy đó. Đúng không? Đó. Khi phước mình nó quá lớn rồi quý vị thì tự nhiên cái là nó cứ ào 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 đến, không cần nó cũng đến nữa. Nó ví dụ giờ giờ cái ly này thiệt là nước nhiều đi, mình húp cái dính vậy thôi, nhẹ cái là nó vô rồi, đúng không? Đó, tại vì nước nó nhiều quá mà nước này cho nước này nó biểu trưng cho là phước báo của mình. Nên mình mà biết tu tạo phước duyên á, mà người mà muốn đoạn lòng tham là người phải biết tu tạo phước duyên nó mới đoạn lòng tham. Nên nó là xả sang tham ấy quý vị. Đó. Nên con người mà như vậy thì nó mới buông được cái lòng tham bớt đi. Nhưng mà chúng ta lại đắp chỗ khác nghe. Học đạo mình lại nghiêng về chỗ khác. Thí dụ như mình bỏ ở đây nhưng mà mình tham cái khác. Tham cái gì? Mình cúng gì nè, mình nghĩ nó phước nhiều hơn.
nó có phước chỗ này. Giống mình bỏ ở đây là một đồng, mình nghĩ nó nhảy qua đây là 10 đồng. Có những người mình bị dính cái bệnh này đó quý vị, có không? Đó. Thì thấy không, ở cái cõi này mà con người chúng ta mà khó đoạn lòng tham lắm. Nó là giảm thì được, giảm bớt để nhẹ nhàng thì được, chứ đoạn thì thôi chịu thua đó. Tại vì cái cõi này là cái cõi thiếu thốn quý vị, cõi thiếu thốn. Nó nên á, chiều nay tặng máy nè, mà cái việc mà không sắp xếp kỹ là kẹt lắm quý vị ơi, không có giỡn đâu trời. Ừ, hồi xưa về Đức tặng đồ biết bao nhiêu mà nói như Đức kinh nghiệm quá. Quý vị biết rằng á, trong lòng ai cũng nghĩ, đa phần bị nghĩ cái gì nè quý vị. Thôi, mình tranh thủ, mình có trước cái chắc chân chút là tôi coi chừng nó hết. Mà cái nghĩ đó của quá nhiều người quý vị ơi là người ta đung vô. Quý vị là không muốn nhào vô đâu mà thấy nó sao nhào vô ghê quá, thằng mình cũng ba vô luôn. Nó dính cả chùm mấy vị ơi. Nên không khéo á, mà cái số lượng này kinh lắm. Cái số lượng con người này là ghê lắm, cẩn thận mấy vị ơi. Nhào vô một cái mà bà già nào bà té cái ạch xuống cái là rồi. Nó tràn qua một cái thôi bà già còn xương không, mắc tiêu thịt. Tại vì người ta đẩy, vì sao đẩy tới mình có dừng lại được đâu quý vị. Mình không có dừng được đâu. Quý vị biết rằng á nghe, ở thế giới có nhiều cái tai nạn chết người là do gì? Con người nó ào tới, nó sợ quá, nó giẫm nhau mà chết nhiều đó. Chứ nếu như con người ta mà đứng lại một cái thôi là hoàn toàn không có chết. Nhưng mà người ta biết sao, người ta đẩy tới. Nên con người sợ quá và đè nhau và đi đến cái chết. Nên số lượng đông người với cái gì phải suy nghĩ cho thật là kỹ, chứ không thôi là nguy hiểm. Nên hồi trưa nhà Đức sắp xếp xong hết rồi, là qua bên đó ngồi hết ổn định cho nhà Đức qua nói chuyện cái. Rồi nhà Đức ngồi tại vô đó, nhà Đức tặng. Nó ngồi ở trong ở chân yên, không có ai dẫm ai, không có ai đạp ai được. Ngồi yên chỗ quý vị, chứ gặp mà từ ở ngoài đi vô nguy hiểm. Một đường đi vô nguy hiểm quý vị ơi, đông quá. Nên mấy thầy mấy chú nói không, chúng con làm cái hàng rào, nó mấy ông mấy người, 20 người. 20 người, 20 người đụng với 20.000 người. Chiều nay quý vị coi nè, đông cho quý vị thấy nè. Xe bây giờ ào đến luôn, quá trời luôn. Nó chiều nay số lượng sẽ tăng lên rất là đông. Tối hôm nay nè, dưới thêm nữa quý vị biết rằng tối đêm nay là giống như chúng độc đắc ấy. Có nhiều người mình ngộ lắm nghe quý vị. Có khi mà 3 ngày mà không chịu lại, mà lại bữa cuối cùng thì hỷ, được không? Chứ tỳ hỷ mới ghê chứ. Tỳ hỷ, quý vị nhớ nghe quý vị, tỳ hỷ là mình không có đi được. Mình muốn đi dữ lắm luôn mà mình đi không có được. Rồi mình mới nhìn thấy người ta tu, rồi mình cố gắng mình niệm Phật theo, mình bị cản trở hết trơn rồi, thì mình mới dùng cái tùy hỷ được, là tâm nó muốn đi dữ lắm mà không có đi được vì một cái nghiệp duyên gì nó ngăn chặn lại thì tùy hỷ. Còn cái này đi được mà không đi thì cái này tùy hỷ là không có đúng đâu nha quý vị, hiểu không? Hoặc là bây giờ tại cái pháp hội để tu luôn mà mình không tu, mình ngồi chơi mình nằm ngủ vậy đó, xong tới giờ người ta hồi hướng mình ngồi vậy mình tùy hỷ. Tôi tùy hỷ cái này, tùy hỷ cái này thấy ớn quá. Nói nó vui vui vậy thôi, nói cho nó thoải mái cái tâm chút, chứ tùy hỷ cái này tôi thấy không phù hợp à, đúng không quý vị? Quý vị thấy những đức cũng lên bờ xuống ruộng, thấy không? Nó, những đức nuôi bao nhiêu ngàn con người, những đức làm bao nhiêu chuyện, những đức hướng dẫn Phật pháp quá trời luôn. Bởi vì thấy những đức phải cố gắng lên bờ xuống ruộng đấy chưa, lại mà ói tương hột ra quá trời luôn, trao đồ hũ gì ói ra quá trời luôn, mới bị thấy chưa. Mà Phật Bồ Tát cũng gia hộ rồi đó, nó không có ọc ra đó, nó ngộ chứ có gì đâu ọc, có ăn gì đâu ọc, trong bụng nó chống lỏng, nó cứ ọ làm gì thôi, có gì đâu, nó không có ăn được cái gì chứ.
nó ngày mai nó mới ăn, xong hết nó mới ăn. Nên quý vị biết rằng mình làm việc cho Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát thử mình, sắp xếp với mình chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Ừ, coi tâm quyết mình cỡ nào, chết thì không có để cho chết đâu. Sao chết? Từ khi thọ mạng đến mới chết, hiểu không? Chứ sao con người dễ chết đâu trời. Con người mình mà thọ mạng mà chưa hết quý vị, liền quý vị xuống sông cái chùm, không biết lội mà nó không chìm, tại vì thọ mạng chưa hết. Còn cái người mà thọ mạng mà hết rồi té xuống hầm cá, nước có ngang nó không rúng à, mà té xuống hầm cá bị sao chìm ngủm mà chết queo. Thì tin là có những người á mà người ta té xuống giống như có cái gì nhặn người ta xuống cho người ta chết. Vì thọ mạng đến lúc chết là phải chết vậy đó. Nên quý vị tu Phật, quý vị phải nhớ rằng cái tin nhân quả là cái quan trọng lắm. Tin nhân quả là cái quan trọng lắm, phải tin nghe. Hai chị em sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, đang sanh ra lượt luôn. Vậy mà hai người đều đẹp hết, mà một người thì có chồng thiệt là xấu mà thiệt là nghèo mà còn bị chồng quýnh, còn một người thì có chồng đẹp giàu mà chồng thương quá trời. Thì tin vào nhân quả không? Nghe không? Phải tin á. Nên học Phật á, mà không nghe Pháp là chịu thua. Học Phật mà không nghe Pháp là chịu thua. Thế thì biết rằng là quý vị đi đến đây á nghe, là nhờ một mình những đức nói chuyện á, nên quý vị mới lại con âm hừng hực đó. Thử đi những đức lại mà ông thầy khác giảng đi, không có cái lực này đâu. Chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ có cái lực này. Vì sao? Vì ông thầy khác ông giảng chứ không có lại đâu. Thì ông sẽ phiên quý vị thôi, từ từ thôi quý vị ơi, lễ thì lễ chứ mệt thì nghỉ đi, này kia đồ, làm cho tâm quý vị nó yếu lại. Còn ông kia thì cấm cổ cấm đầu ông lại, mà nó đâu có kết quả thành công. Nhưng mà làm cái chuyện này, những đứa hỏi tất cả anh em bên cạnh, mấy ông nói thôi thôi chịu thua. Quý vị coi một cái chương trình mà từ đầu tới cuối, bất cứ một cái chương trình gì, những đức đứng ra hết đi, sắp xếp hết luôn đó quý vị. Cái này là nó nặng căng lắm quý vị, nhưng mà nó rất là thành công. Là ngay cái chỗ nào quý vị về đây tu là nó sẽ quy hướng về một người thôi, nó sẽ học con người đó mà được là nó sẽ được lợi ích rất là lớn, lợi ích rất là lớn luôn. Nên nhiều người ta đi đến đây một lần thôi là ít gì người ta cũng tiếp nhận được Phật Pháp một chút. Nhưng mà người ta về người ta được cái máy nghe Pháp này nè, mà cái máy nghe Pháp này bị nhận được bị quý lắm nghe. Ừ, quý vị biết cái máy là nó cũng là cái máy, nhưng mà cái máy lại quan âm 2000 lại quý vị nhận được á. Cái máy đó có khi quý vị sẽ đặt vấn đề đối với cái máy đó mạnh lắm chứ không dễ đâu. Mà ngộ lắm á, cái máy mà trọng lượng của nội tâm đó nó dành vô đó quá mạnh á, nó nghe nó cũng khác cái máy khác, y cục vậy đó. Ừ, nó mà cầm mà cho ai là cái điều đó là khó đó nghe. Ừ, từ khi là người đó mình thương dữ lắm á, mình quý dữ lắm mình mới cho đó. Chứ cái máy mà mua đưa tiền là cái máy đó bị cho người ta đó, cầm cho người ta đó chứ không chuyện giỡn đâu. Còn cái máy này mà quý vị mà cho ai là nó bảo đảm quý vị là thương người đó dữ lắm thì mới cho. Thương người đó dữ lắm, từ khi chồng, vợ quý vị, con quý vị mới cho thôi. Chứ tuyệt đối là quý vị người khác quý vị sẽ không cho. Vì mua cái máy khác quý vị cho đó, còn cái máy này không cho đó. Đặt vấn đề những đức cũng vậy thôi. Nó thiệt, đặt vấn đề những đức cũng vậy à. Tại vì sao mình phải đánh đổi cái công sức của mình ra. Giống như mà 3000 lại này nó trọng lượng vô cái máy đó để nghe Pháp luôn, để niệm Phật luôn. Mà ngồi ở đây mà là mình nói thí dụ đi, tự nhiên á, mình nhận rồi nhầm cái máy hư. Nên như Đức khuyên quý vị nghe, cái máy nào á, mình nhận được mình mở ra mình coi coi nó có hát không. Lỡ nó không hát mình đổi lại. Cầm về luôn mà lỡ nó im gu nó không hát thì sao? Không mà có khi nó để lâu thì nó có hết pin đâu. Chắc nó không hết pin đâu. Dễ gì mà hết pin. Cái nào mà nó không hát là coi chừng nó im gu.
Nó không hát thì nó yêu gu chứ sao giờ. Cái kiểu đó nó nói về cũng bực bội tức lắm quý vị ơi. Tội là tự thầy cũng tặng cái máy của cụ, tặng nhầm máy, cái máy hư chợ. Nó ai biết được, nó cái đó là cái mà dặn cái viện vậy đó. Thấy không, nhận xong rồi cái đem cái máy ra coi. Nó có một cái nút ở trên, gạt ngang cái coi nó có hát không. Thấy không, không hát là mô Phật cho tôi đổi là dùng cái máy sao nó không hát được. Mà đừng có để tùm lum tùm la, bỏ vô cái bọc đàng hoàng, bỏ vô cái bịch, đưa lại cho người ta, chú, cô cho tôi đổi cái máy khác, cái máy này nó không có hát cô ơi. Thôi về sạc giùm tôi đi, chứ cái máy này sao tôi đem về tôi hồi hộp quá. Thấy không? Nó nên quý vị biết rằng là không, nhà Đức thấy cũng vui ghê á. Tự nhiên bây giờ mình đi đến thế gian này, dù mình tu hành mình chưa có thằng thông gì hết, nhưng mà bây giờ mình cũng phân thân quá trời luôn. À. Hiểu không quý vị? Không mà thấy mình đi đến cái cuộc đời này, mai mốt mình chết đi, mình ít gì mình để lại cái duyên trong cái cõi này nó mạnh ghê. Sau này khi mà mình trở lại đây, nó nhân duyên nó cũng đông ở chúng sanh ở cái cõi này ghê. À. Mình nghĩ vậy đó thì mình thích tu duyên tu phước à. Nghĩ gì thì thích tu duyên tu phước. Nhân Đức nói cả chư Hương Linh họ cũng thích Nhân Đức. Hương Linh họ cũng thích Nhân Đức. Nhớ nghe quý vị, cái phần hương linh, phần âm á, cúng đi thực á, tại nhà mình mà cúng đồ, quý vị nghĩ gì chứ cũng không đơn giản đâu nha. Nhớ á, niệm Phật đồ, tu tập đồ, hồi hướng cho anh ta đặc biệt hơn. Tại vì bản thân cá nhân á, có khi mình cúng không biết nó có được không. Giống như cái câu chuyện á, mà ông thầy ở miền ngoài á, không có chuyện làm phim á, khi ông cúng mà ông nghĩ cái ổ chìa khóa, mà ông biến ra chìa khóa không, tối đi tìm ổng, mà đó là ông thầy người ta tìm ổng, ổng còn có công hạnh đó nghe, còn mình yếu yếu là nó vớt mình luôn, chứ không phải chuyện giỡn đâu chơi đâu nghe. Nó nên cái việc mà cúng hương linh đó mà nghĩ cái này kia dòng do tâm quắc là cúng không có kết quả đó. Hãy cúng quen, rồi thêm cái nữa là cúng nó phải có cái tâm quyết đặt vào, và phải tâm phải tương đối ổn mới cúng được. Chứ không phải ai mà cũng lo về nhà cúng tùm lum tùm la đâu. Ngay nhà tu niệm Phật hồi hướng là việc chắc ăn nhất. Nó không? Nó. Nên những đức mà mỗi lần mà cúng thí thực, những đức ưa, mắt những đức ưa gì nè. Vì sao? Mình đang cúng như tự nhiên có một cô trẻ trẻ ngồi trước mặt mình, nó ngáp. Cái tự nhiên cái đầu mình nhìn thấy nó, cái tự nhiên mình cúng, mình gia trì, mình gia trì, mình liền mình nghĩ cái hình ảnh đó, cái mình liền ra con gái không, nó ăn không được. Nó quay lên nó vượt mình te tu đó, rồi nó chuyện dẫn chơi hết trời. Cẩn thận mấy vị ơi, tại vì người ta đông quá đó. Nên cúng đi thực là phải nhiệt liệt, nhiệt quyết lắm á, cúng cho người ta. Mà nhất là số lượng đông người này về nè, với cúng buổi chiều này nó đúng hơn nè. Cúng đi thực là đúng là cúng buổi chiều quý vị. Chiều hừng tối rồi đó, là cúng đi thực là đúng hơn. Còn cúng đi thực mà cúng cái buổi mà cái giờ mà mình cúng thường đó đó, nếu mà đúng ra là nó không phù hợp cái gì cúng đi thực đó đâu. Nhưng mà từ đó tới bây giờ mình cúng quen rồi, bây giờ mình không cúng nữa, bao nhiêu người về thấy nó cũng hơi buồn buồn, nên nhà Đức cứ duy trì hoài luôn. Nhưng mà nói cũng có hương linh đó. Tại vì bữa đó đó đang cúng vậy, cái thằng ca sĩ á, cái thằng ca sĩ nó hát á, nó lại đứng kế bên những Đức đang cúng, nó đứng nó khóc quá trời. Hương linh á, người ta dựa vào nó khóc quá trời, khóc luôn, thấy chưa. Nên cái pháp hội của mình là cái pháp hội đặc biệt lắm đó quý vị. Nhớ chỗ này nè, cái này đặc biệt nè. Đặc biệt cái gì? Đặc biệt ngay cái chỗ đông như vậy mà nó không có lạng hoạng cái chuyện đó, là do tâm những đức nó không có nghĩ cái chỗ đó quý vị ơi. Không có nghĩ chỗ đó. Chứ thí dụ như mà nghĩ cái chuyện mà quy y cho hương linh đồ này kia là bắt đầu
người ta vô dữ lắm đó, cái vợ nó nghe đang ngồi gì mà tự nhiên nhập vô khóc la sùm, cũng làm phiền cái pháp hội không ổn định đúng không? Đó. Nhưng mình thường giảng người ta nghe hết trơn rồi, là ở đây là nghe pháp niệm Phật tu hành thôi. Nên thí dụ như bây giờ mà hương linh đi, cô hồn đã khổ rồi mà giờ cái tâm tham khi cúng đĩa thực mà ban vô mà xô đẩy người ta, hoặc là không có thương những em bé yếu đuối, là cái tâm này mình không có giải thoát đâu, nghe không? Tâm này không có giải thoát đâu. Cái tâm mà giải thoát là cái tâm nó phải nhẹ nhàng đối với cái chuyện mà vật chất á, nó nhẹ nhàng quý vị ơi. Vì rõ ràng mà tham là nhân của nghèo khổ, nó nghèo khổ đến mức mà mình phải đi làm quỷ đạo luôn. Quý vị biết rằng cảnh giới của quỷ đạo mà 500 năm mà không ăn được một miếng gì hết, không uống được một miếng nước luôn, vậy mà phải sống. Kinh chưa? Cái quả báo gì thấy kinh khủng không? 500 năm không ăn cái gì được, không uống một miếng nước luôn, vẫn phải sống. Sống trong sự đói khát khổ đau. Chỉ cần gặp nước mà hứng một miếng nước thôi, tạt vô miệng uống thôi, lửa cháy bùng 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 ra vậy đó. Như bà Thanh Đề, mẹ của một Kiền Liên đấy chứ, đem cơm cho bà ăn mà bà lúc đó bà tha mà lấy tay áo bà che cơm lại bà ăn. Bà vừa che tay áo và ấy cơm mà bỏ vô miệng, lửa cháy liền. Một Kiền Liên này nhìn thấy cái cảnh tình đó, ngày thương mẹ và quá tội nghiệp mẹ. Các vị biết, nếu như bà lúc đó mà cái miếng cơm đó nghe, mà bà con đem xuống, tôn giả Một Kiền Liên đem xuống đưa cho mẹ, mà bà mà giải tỏa được cái lòng tham á, bà mà giải tỏa được cái lòng tham mà bà kêu mấy bạn quỷ ơi, lại đây chúng ta cùng chia nhau ăn mấy bạn ơi. Nhớ nha mấy bạn, chúng ta là đói, làm quỷ đạo là do lòng tham nghe. Lòng tham của mình quá nặng nha quý vị. Thôi bây giờ chúng ta cùng mọi người buông cái lòng tham xuống, mình chia nhau ngừng miếng ăn đi. Là tất cả những con quỷ đó đều ăn được hết trơn. Cái quả báo của quỷ đạo tức khắc biến mất tiêu liền quý vị. Nhưng quý vị biết rằng con người chúng ta thường là càng nghèo thì nó càng tham, càng nghèo nó càng tham, càng nghèo nó càng tham. Nó nặng. Khi nó có cổ một cái rồi nó cực kỳ nặng luôn. Nên con người ta mà quý vị biết đụng tới cổ cải người ta giết mình liền đó. Đừng có nói chuyện vẫn chơi. Nhà cửa anh em đồ này kia mà đắt đai mà lắng ganh chút thôi mà cầm cây quết nhau quý vị. Thấy không? Vì quá tham. Đó, nên đó, lòng tham là nhân của nghèo khổ. Mà đi đến cái cảnh giới quỷ đạo càng khổ đau hơn nữa. Nên người sống cũng vậy, mà người chết như chư hương linh cũng vậy. Khi cúng đi thực là đừng có ỷ mạnh hết yếu, hiếp yếu. Đừng có xô đẩy, đừng có dẫm đạp những người yếu để mình lấy đồ ăn mình ăn. Cái tâm đó của mình là mình không bao giờ được siêu thoát. Không bao giờ siêu thoát đâu. Nên cái người tu hành của mình càng nghe pháp để mà mình càng nghe, thì mình càng giảm cái lòng tham của mình xuống. Mà cái tâm mà giảm lòng tham là cái tâm phải biết thương người, cái tâm phải biết bố thí cúng dường, cái tâm phải biết giúp người nghèo khổ, thì cái tâm đó nó giảm lòng tham. Ví dụ như bây giờ mình quá nghèo, nhà mình chỉ có mấy lít gạo, mình thấy người ta khổ mình dám chia cho người ta lon ăn. Cái đó là cái tâm tuy là nghèo nhưng mà có cái tâm bố thí cúng dường. Mà cái tâm bố thí cúng dường đó tuy có một chút vậy thôi đó, nhưng mà nó không đơn giản đâu. Quý vị đừng có nói rằng là bây giờ gặp ta cúng dường quá trời luôn, tôi cúng có 1.000, 2.000, tôi thấy có chút xíu buồn ghê. Tôi có 1.000, 2.000 tôi cúng dường, thấy sao nó ít quá. Không phải bậy quá. Người ta cúng có khi nhiều tiền lắm nhưng mà người ta rất là giàu. Người ta còn dư nhiều tiền lắm, người ta cúng đó. Còn mình cúng có 1.000 nhưng mà thật sự trong túi mình có 20.000 à. Mình cúng 1.000, 2.000, 5.000 là nó cũng quá nhiều rồi. Tính vào cái tâm đó mà cúng dường đó quý vị. À, tính vào cái tâm đó mà cúng dường. Có nhiều người thí dụ như đi, người ta có tiền nhiều lắm, người ta cúng thôi à, cái này nè, tiền này nè là mỗi tháng à, gỡ tiền ngân hàng rồi lờ ra chút đỉnh nè, cúng đảm bảo. Còn cái này là cái vốn đi nguyên. Này chút này là tiền lẻ ngân hàng chút. Ngân hàng mà còn chia qua một phần nữa để lo cho gia đình này kia. Còn cái vốn nguyên còn này chích ra chút thôi, cúng Phật. Còn cái người này là người ta không có gì chứ quý vị ơi.
Trong nhà người ta cũng không có dư gì hết trơn mà người ta lợi chùa, người ta dám cúng 50 ngàn, 100 ngàn. Cái việc đó không đơn giản đâu quý vị ơi. Ồ, tuy 50 ngàn, 100 ngàn của người ta chứ bằng còn hơn là 10 triệu, 20 triệu của người khác. Mà quý vị phân tính ra thì kỹ ra thì biết liền gì đâu. Nên nói rằng bây giờ tôi nghèo quá, tiền đâu bố thí cúng dường. Cái tâm quý vị á, cái tâm quý vị mở cái tâm ra cúng dường. Nhớ kỹ, cái tâm đó là đoạn cái nghèo đó. Nó giống như mà cái câu chuyện mà cái bà đó, bà thiệt là nghèo luôn á, đi xin ăn đó. Mà bây giờ tự nhiên bà nghe pháp, cái bà hiểu với nó rằng là bây giờ do mình không có bố thí cúng dường nên đời này mình làm người đi xin ăn, mình nghèo khổ quá trời luôn. Bây giờ mình vừa đi xin được nè, nó có một đồng bạc là thôi mình cúng dường luôn. Bà có một đồng được đi xin bà cúng luôn. Mà gặp ngay cái vị tăng này tu hành đắc đạo, vị tăng này biết cái tâm cô này, cái tâm cúng dường của cô này chân thật quá. Mà ông ra ông tiếp nhận mà gõ chuông đồ này kia đồ để chứng minh. Mà cái phước báo đó đó nghe quý vị, bà sau này bà làm tới hoàng hậu, tái sinh hoàng hậu luôn quý vị ơi. Quý vị biết rằng khi bà làm hoàng hậu rồi mà khi mà bà cúng dường quý vị, bà đem vàng đồ bà cúng quá trời luôn. Vậy mà ông hòa thượng không ra, kêu chú tiểu ra, tức quá trời tức. Nói tàu hồi xưa cũng có một đồng mà hòa thượng ra ông chứng minh, cũng khỏi chuông ầm ầm. Bây giờ mà đem vàng bạc châu báu đến cúng quá trời, mà bây giờ mình là hoàng hậu luôn mà ổng không ra tiếp mình luôn quý vị ơi, tức quá trời tức. Thì lúc đó ngài ra ngài nói rằng cái tâm ngày xưa một đồng mà nó còn lớn hơn bây giờ vàng bạc châu báu. Ý nói là từ cái khó cái khổ mà làm thiện, từ cái khó cái khổ mà làm thiện. Nó giống như cái người đây mà người nào mà giàu thiệt giàu mà họ lại 3.000 lại Quan Âm Bồ Tát á, là họ xứng đáng dữ lắm hơn cái người mà khổ. Ví dụ như bây giờ như Hoa Hậu Kim Tho rồi mà họ đến nó lại, cái trọng lượng đó không có đơn giản đâu quý vị. Họ đâu có tu đâu mà họ đến họ lại Quan Âm vậy, có nghĩa là rất là quý đó quý vị ơi. Đạo Phật á là quý ngay cái chỗ mà quý vị bị khó mà làm được á. Nên 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, cái này quý vị quý là ngay cái chỗ quý vị dám làm á. Thấy rõ ràng không? Lại đâu có đơn giản đâu quý vị nghĩ đi. Phải chi mà nó mát mẻ, gió mà thổi dù dù thì cái này cũng ngon. Chơi gì đâu mà ngộ, đứng gió luôn mà. Và chiều nay nữa nè, đứng thêm bữa nữa, tương trao đồ hũ nữa nè. Tính trước đi cho nó ngon. Thấy không? Lại chiều nào cũng vậy chứ. Con người ta bao xung quanh chứ, gió thổi vô không nổi. Nghe không? Chi mà gió thổi dù 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 lại Quan Âm Bồ Tát quý vị cơ, nó không có mệt gì mấy đâu quý vị ơi. Nó không có mệt gì mấy đâu. Con này đứng gió hoàn toàn chứ quý vị ơi, vị ngồi đây vị nghe chia sẻ Phật pháp là nhờ như Đức nói chuyện ầm 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 nghe. Những Đức nói vị nghe nghe. Lúc nhà Đức chưa có qua đó quý vị biết rằng đó là cái cảm giác nhà Đức bước vô một cái nó nóng kinh khủng luôn. Mà nói chuyện một chút á mà vui vui rồi là nó đỡ nóng nha quý vị. Nói chuyện mà vui vui một chút là nó đỡ nóng, nó rầm lên, nó hừng hực cái tâm lên, đỡ nóng. Nên mấy cái cô mà kiểu mà đau chân đau cẳng nè, rồi ngủ đồ không được nè, mà mặt bơ phờ rồi này, mà vô chặn lại mà lại xuống rất chân cẳng. Quý. Bảo đảm luôn, hồi đây có nhiều cô te tua, nhiều chú có chân cẳng như những đứa cũng gì đi cũng như ông già 80 tuổi. Đi xuống cầu thang đi, dịnh dịnh đi. Mà đi ông A, ông ẹo đi. Đi lượn tới lượn lui ông A, ông ẹo quý vị ơi. Đau chân đau cẳng quá trời mà. Nó ghim hết quý vị ơi, từ chân tới đùi, cẳng, lưng gì nó nhức, nó mỏi. Thấy chưa? Mà có khi mà vô mà mới vô nguyện hương quý vị, quỳ xuống cái rắc. Quỳ xuống rắc. Lại thì ngon lắm mà dìa cái nghe, ngồi xuống đi vậy nè. Đi kỳ chợ, đi xuống cầu thang không có cái chân nó không, chân mình thường mình bước xuống cái là nó co. Còn cái này đi bước xuống cầu thang bằng gì nè? Đi vậy đó. Quý vị thấy không? Như vậy mà vẫn tu.
Vậy đó mà có những người nè, quý vị biết cái nghiệp chướng của mình mệt te tuôn vậy đó quý vị. Mà có khi lại xong nhà gần gần tối nay chạy về nhà mà còn gặp thêm thằng chồng. cho quý vị biết những đức nói có đó chứ không phải không có đâu. Kỳ mà. Mình nói thôi bữa nay mệt quá trời mệt, nói mệt gì mà mệt. Vì thấy chưa? Nó lúc đó mình nghe lại lời ông thầy giảng nói thôi tùy hỷ luôn đi. Tùy hỷ. Đã chọn tình chọn nghĩa bước cho rồi tùy hỷ bước rồi đi. Chứ giờ sao bây giờ? Mình không có khó chịu thì thiếu nợ không trả. Thôi tùy hỷ đi ông ơi. Tùy hỷ đi. Mình cũng nói rằng bữa nay mệt mỏi quá, nhưng mà nó không mệt gì, nó nói thôi tùy hỷ ông ơi. Ôi ôi, vị biết rằng trong cái cõi này nó có nhiều cái khảo đảo mình ghê lắm, chứ không có giỡn đâu. Ai mà biết mình mệt mỏi cái gì. Nó nên ba ngày nay tu là phước báo, nhân duyên lớn lắm rồi đó. Nhưng mà cẩn thận đi về tới nhà đó. Cái cõi này tu nó không đơn giản đâu quý vị. Cõi này tu nó không đơn giản đâu. Nó nhất định nó phải gặp sự thử thách đó. Như bản thân những đức mới hồi sáng là thử thách rồi đó. Thấy chưa? Bước lên rồi thấy cái mặt là biết rồi, đen thui. Cái thui thù lùi. Thì biết rồi. Quan gia đến tìm. Thấy không? Nó mình nhiều đời nhiều kiếp mình cũng kênh với người ta vậy đó. Bây giờ quan gia đến tìm nó thấy chưa? Đâu mà trên trời dưới đất đâu rớt xuống cái rầm kỳ cục. Thấy không? Đó, vậy thấy chưa? Tu hành đó, được một chút là đến khảo đảo liền thấy không? Nó nên quý vị nhớ nghe, đi đến chùa tu mấy ngày nghe, về nhà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nhiều ông á nghe, về nó cằn nhằn nó chữ. Nó nói mày không biết mày làm cái chuyện gì luôn. 3-4 ngày này mày ở nhà mày buôn bán nó cũng lời được một chút đỉnh tiền bạc. Mày nói mày đi lại Quan Âm công đức thù thắng. Mày nói 3 ngày này mày có đem về cắt bạc nào cho tao không? Mà công đức thù thắng gì? Có đem gì về cho tao không? Mà mày còn đem một cái thân xác mày về, mày đi ổng ha, ổng ẹo, mày đi nghiêng đồ này, mày đi nghiêng đồ kia. Mày đứng không vững. Còn mày còn than thở với tao mày mệt đó, mày mệt cái gì? 3 ngày nay tao ở nhà tao coi con, tao lo gia đình, tao kiếm tiền để tao lo mấy ngày nay. Còn mày đi mấy ngày nay mày về mày nói mày mệt mỏi, mày hỏi mày mệt cái gì? Mày mệt cái gì? Hiểu không? Mày mệt như vậy ai bắt mày mệt, ai kêu mày mệt? Hả? Tao nói mày á, cứ là mày theo thầy chùa. Tối ngày tao thấy mày bắt máy niệm Phật. Thì chùa nó niệm sùm, rồi nó có niệm ra gạo cho mày để nhà ăn không? Quý vị biết rằng đó nghe, nói đến quý vị thì không sao, mà nói tới ví dụ như ông thầy hướng dẫn bị quý là quý vị bực bội, bị tức. Nên cẩn thận cái tâm đó nghe. Cẩn thận cái tâm đó nghe quý vị. Mình mà nghe tới đoạn đó mình nói nó đang kích thích mình ngay chỗ này nè. Chỗ này là dính mình nè. Vừa biết gì cái là mình A Di Đà Phật. Ngày bon, đúng không? Tôi nghe như Đức nói những cái điều này nó quan trọng với quý vị. Khi mà bị về nhà. Đúng không? Căng nhằn cử nhữ nói vị đó. Đâu phải lại xong rồi hết dân mà về ngày mai là chân hết đau đâu. Đôi khi nó cũng còn ê ê. Còn nhiều bà nó còn sổ ác đạn. Vì sao? Trả qua báo chánh quả báo. Trả qua báo chánh và quả báo, phước báo tăng lên. Hiểu không? Phải hiểu nguyên lý này nghe. Bản thân những đức lại vặt quen mà còn đau gì nè. Không chỉ quý vị làm gì không đau. Đúng không? Đó, những điều những đức nói như cái câu nãy rất là quan trọng đó. Vì quý vị coi nó nhằn nè. Không phải là chồng nào cũng tha thứ cho quý vị đâu. Hiểu thì không nói, mà không hiểu rồi cho quý vị thấy.
Mấy bà bận đồ lam rộng rộng á, mấy bà đi mấy bà còn không thấy đâu. Mấy bà về mấy bà bận với quần jean bộ bó vô đi. Mấy bà mấy ngày nay mấy bà đừng có bận đồ bó. Bà kiếm đồ rộng rộng mà bận. Đến chi? Bà đi bà không có thấy ổng a ổng ẹo quá. Mà mấy bà mà chân đùi rồi nó đang đau gì mà mấy bà bận đồ bó vô mấy bà đi rồi bà sẽ thấy à. Mà chồng vợ thì nó ưa để ý lắm. Để ý từng chút nó thấy cái tướng mình đi khác. Tướng này mày đi sao khác dữ vậy mày? À, không có giỡn đâu nghe. Mà gặp chồng ghen là nó nói tầm bậy đó. Mày đi về mà mày đi kỳ cục cái tướng mày. Mày đi đó 3 ngày mà về mày đi kỳ cục cái tướng. Nó không có chuyện giỡn đâu nghe. À, nên từ nơi đó đó nghe. Mình phải biết á. Đó là những điều nhà Đức chia sẻ với vị để trước sự việc khi bị gặp phải. Thấy không? À. Thôi chúng ta ở cõi này là còn khổ à. Mang thân này là khổ à. Thôi giờ mình quyết định, quyết chí để về cực lạc nha. Thế vậy. Dù về nhà nhưng mà quyết tâm niệm Phật nha quý vị. Cứ đi đứng nằm ngồi A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Cứ đi đứng nằm ngồi niệm hoài vậy đó. Hiểu không? Còn chiếc máy nghe Pháp á, là coi cái có cái tấm giấy á, cái điều niệm Phật chỗ nào bắt lên niệm. Còn cái đoạn nào cần nghe Pháp bấm lại cái chỗ đó nghe Pháp. Cái máy nhỏ đó nó phương tiện đầy đủ lắm ở trong đó đó. Thấy không? Ví dụ như bây giờ á, mình nghe Pháp mình coi điện thoại á, thì có khi mình nghe mình phải bỏ công việc rảnh rỗi. Nhưng chiếc máy nghe Pháp này là đeo để trong nghe Pháp luôn. Rất tiện cho quý vị. Biết rằng là mình xã hội này nó phát triển quý vị về mạng internet nhưng mà đâu phải lúc nào cũng cầm nghe được đâu. Nhưng chiếc máy nhỏ này rất tiện, đeo cổ và nghe niệm Phật và nghe Pháp được luôn. Hết nó chuyển bài khác. Tiện dữ lắm nghe. Thôi chúc quý vị an lạc và chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nghe.